Tôi rít một hơi xong thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão. Lão bỏ thuốc nhưng chưa hút vội, lão cầm lấy đóm gạt tàn và bảo: "Có lẽ tôi bán con chó đi ông giáo ạ." Báo Canada, với VF8, VinFast có thể trở thành Mazda của thế giới xe điện. Chuyên trang công nghệ Canada Mobile Syrup tin rằng, với xe điện VF8, VinFast hiện có những bước đi giống như khi Huawei mới bắt đầu giành được sự công nhận tại thị trường phương Tây. Nhà sản xuất ô tô Việt, VinFast mới đây đã tham dự triển lãm ô tô New York Auto Show 2022, tiếp tục giới thiệu tới bạn bè quốc tế về những mẫu xe điện dự kiến sẽ tới tay người dùng vào cuối năm nay, VF8 và VF9. Đặc biệt, tại triển lãm này, người tham dự còn có thể được trải nghiệm lái thử xe điện VinFast VF8. Một số tác giả của trang báo Canada Mobile Syrup đã có dịp trải nghiệm và đưa ra những đánh giá sơ bộ về VinFast cùng xe điện VF8. VinFast đang ở trong thời điểm như khi Huawei bước ra thế giới. Giống như nhiều người dùng khác trên thế giới, ký giả Brad Bennett của Mobile Syrup cho biết chưa từng nghe qua cái tên VinFast bởi hãng xe Việt gần như không thu hút được nhiều sự chú ý ở phương Tây. VinFast là nhà sản xuất ô tô Việt Nam thuộc hệ sinh thái tập đoàn Vingroup, doanh nghiệp được điều hành bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Dù chỉ mới ra mắt được vài năm, song hãng xe Việt đã gặt hái được một số thành công nhất định. Đầu năm nay, VinFast đã hòa chung với xu hướng xe điện toàn cầu khi tuyên bố sẽ từ bỏ xe xăng để chuyển sang sản xuất hoàn toàn xe điện từ cuối năm 2022. Trước thêm New York Auto Show 2022, VinFast cũng đã vạch ra kế hoạch tương lai khi đạt thỏa thuận xây dựng nhà máy tại Bắc Carolina, Mỹ và nộp hồ sơ IPO lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ. Từ góc nhìn của người Canada, công ty khiến ông Brad Bennett nhớ đến Huawei khi lần đầu tiên gã khổng lồ Trung Quốc giành được sự công nhận tại phương Tây. Tại triển lãm New York Auto Show đều có những tấm áp phích quảng cáo lớn nhỏ giúp người tham dự có được nhận diện tốt hơn về VinFast. Theo đánh giá của ông Bennett, chỉ riêng điều này đã cho thấy mức độ hiệu quả của việc truyền bá hình ảnh được VinFast thực hiện. Không những vậy, sau khi đọc xong các ấn phẩm, ông Bennett tin rằng VinFast có nhiều kế hoạch tham vọng cho lần ra mắt toàn cầu này. Theo Yahoo Finance, người đại diện VinFast tiết lộ rằng Mỹ là thị trường trọng điểm của hãng khi vươn ra thế giới. Đó là lý do tại quốc gia này có cả văn phòng trụ sở lẫn nhà máy sản xuất. Theo ông Bennett, đó là nước đi thông minh bởi Mỹ là một thị trường quan trọng mà VinFast cần có chỗ đứng nếu hãng xe Việt muốn tiếp cận phần còn lại của thế giới. Tại triển lãm New York Auto Show 2022, VinFast cũng đã công bố kế hoạch và mức giá thuê pin tại Mỹ. Tuy nhiên, theo ông Bennett, ở một khía cạnh nào đó, các chính sách về pin vô tình tạo ra hai khoản thanh toán khác nhau đối với một chiếc xe điện. Ngoài ra, việc thanh toán pin này gần như sẽ không bao giờ kết thúc. Ông tin rằng điều này cũng giống như cách Apple Cars bổ sung vào trải nghiệm xe điện. Nhưng mặt khác cũng khiến nhiều người lo lắng về tình trạng pin, một trong những điều quan trọng với xe điện. Ngoài ra, việc phải trả các khoản phí linh hoạt hoặc cố định hàng tháng có thể khiến nhiều tài xế không thoải mái trong tương lai. Đánh giá về ngoại thất chiếc xe, ông Bennett cho rằng tổng thể hai chiếc VF8 và VF9 giản dị và không quá nổi bật, song vẫn đảm bảo đầy đủ tính thể thao để khiến mọi người có thể cảm thấy thoải mái khi lái xe. Đồng thời, ông cũng ví von chiếc VF8 giống như những mẫu xe của hãng Mercedes thông qua tính thể thao và giá trị kinh tế, còn chiếc VF9 hầm hố hơn sẽ giống với Forerunner vì sự mạnh mẽ. Không gian bên trong xe cũng không khiến ký giả của Mobile Syrup cảm thấy quá nổi bật. Ông đánh giá mọi thứ hoạt động tương đối tốt, song VinFast còn một chặng đường dài để thống nhất và hoàn thiện mọi thứ. Ứng dụng đồng hành cho phép người lái xe khởi động xe từ xa hoặc thậm chí thực hiện các tác vụ như mở cổng sạc. Tôi không dành nhiều thời gian cho ứng dụng, nhưng màn hình chính hiển thị các trạm sạc gần đó. Ứng dụng này cũng bao gồm các tùy chọn để kiểm soát khí hậu, thiết lập chế độ người phục vụ, triệu hồi xe và hơn thế nữa. Vẫn còn phải xem ứng dụng sẽ có khả năng làm gì khi xe khởi chạy. Về một số tính năng hỗ trợ người lái, do việc lái thử nghiệm không được diễn ra ngoài đường lớn, nên chuyên gia của trang báo Canada chưa thể đưa ra được những đánh giá sơ bộ. Nhìn chung, việc VinFast xuất hiện trên thế giới khiến nhiều người dùng như ông Bennett chưa thể tin tưởng bởi Việt Nam vốn không phải là một quốc gia mạnh về sản xuất ô tô, đặc biệt khi hãng xe Việt lại chọn thị trường xe điện, một phân khúc mới và vấp phải sự cạnh tranh của nhiều ông lớn để tham chiến. Mặt khác, với những gì đã trình làng trong suốt thời gian qua, ông Bennett cũng cảm thấy hào hứng và trông đợi xem hãng xe Việt có thể làm gì khi bước ra thị trường toàn cầu.
từ vietnambiz.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads, sử dụng để trang trí cover Facebook, website.